Ăn đi mày. Cái lưng khỏi sạch. Tiếm cái đầu đó mày. Đéo sạch. Đưa cái lưng cho vắng. Vẫn đang còn chạy được. Sao cái này nè. Ủa, chưa kịp chết nè. Ui. Anh em. Sớm làm được em sóc. Sóc cái anh em. Thấy bụng bắn vô đây cái mà. Ui phê. Ai có mình đi kia bắn sóc mệt lắm anh em. Chạy tới chạy lui rủi mệt lắm. Đây nè, con sóc đầu tiên nha. Ôi phê mệt nhưng mà phê anh em ơi. Nó sướng. Quá đã. Đây cho vào túi ba gan anh em ơi. Nắng quá anh em ơi. Rồi hello anh em nha. Hôm nay mình lại làm chiếc đi săn nè. Tìm dòng kiếm ít mồi anh em ơi. Sẵn làm clip cho anh em xem nha. Mới giết được con sóc. Ở đây cây cối tùm điệp mình khó ăn lắm. Mà ăn được nó cũng là quá ok rồi nè. Rồi bây giờ thì anh em dõi theo hành trình của mình nha. Bây giờ let's go anh em ơi. Rồi nha. Đây, đây nè. Trời ơi sáng giờ. Từ nãy giờ mới được con cu. Mày cu núp đâu hết rồi anh em. Đây. Giờ chú ba gà. Đây, tiếp tục anh em ơi. Cú anh em ơi. Rồi. Mới làm được em cu nữa. Con này gãy cánh. Trời trời trời. Dí. Đây anh em. Thank you.
Để anh em bắn gãy cánh đó anh em ơi. Ơi vô túi bà ra. Ơi tiếp tục lết vô anh em ơi. Cu dưới điện anh em ơi. Ăn con nào trước đây. Ăn con con. Rồi không biết có lấy được không. Con miếng bay vô hàng rào anh em ơi. Ô hờn quá. Nằm ngoài đây. Đây nè. Xem cho em cu nữa nha. Con kia nằm trong rào. Móc không tới không lấy được anh em ơi. Đây cho mày vào túi ba ga. Dạ. Rồi tiếp tục anh em ơi. Cu 3 mét nha anh em. Vừa khó lắm quá, không có gì. Không có gì khó đâu. Rồi giờ thì làm sao đây? Lưới vô nhà ta chết luôn anh em ơi. Ác thiệt. Nhà lại không có ai. Có giờ ta nhặt chụp được mà không có thì sao giờ anh em. Ác thiệt nó bay vô nhà nó chết mới đâu chứ. Chó đang hửi rồi nè. Ghê. Thằng câu rồi không tới. Phát luôn. Hãy tiếp tục anh em ơi. Sắp anh em ơi. Chết. Chết. Nước anh em. Sóc anh em ơi. Hây da. Bụp. Ú chà con sóc bự. Ôi trời ơi. Anh em ơi. Con sóc nè. Anh em thấy con sóc không? Ừ bắn viên lọt tim sao sống nổi. Ngay đây nè. Ngay nách đi vô tim. Chết luôn. Ôi phê quá anh em ơi. Bữa nay nắng quá. Nắng quá chìm với sóc nó đi đâu hết à. Wow quá đã nha anh em. Trời ơi hai chân dái nó bự. Quá phê quá phê. Anh em thấy sướng không? Cầm trên tay con sóc già sướng quá. Giờ hiếm lắm mấy anh được sóc già này nha anh em. Quá già luôn. Ơi cho mày vào túi ba gan. Giờ mày đi kiếm mấy con sóc mà nắng quá. Ơi tiếp tục anh em ơi. Hết vô thôi. Trời ơi. Ông bị anh em ơi. Ừ. Một con hai. Một hai con luôn, hai con luôn. Rớt luôn anh em ơi. Rớt anh em ơi. Trời ơi, phát xuyên đôi luôn anh em. Con này chết rồi.
Con này đâu ta? Đâu ta? Ô, nãy không để ý rồi anh nằm đâu. Trời ơi, xuyên đôi luôn anh em ơi. Con này đâu rồi? Con này ngay cái đầu, mới sợ cái đầu hay sao? Gì vậy? Để mình quên để ý coi coi nó đậu cái nhánh nào. Vô đây cái không thấy luôn. Trời ơi, quá. Thôi xin đôi lấy được con còn nè. Thôi lại lượm con kia anh em ơi. Con này nó ôm đâu luôn. Đây nè. Một con. Con bay cái bay bay đây đâu luôn rồi em. Làm được em cú nhí nè anh em. Quá phê. Nắng quá anh em ơi. Chắc đi về quá. Nắng quá, chim sóc nó đi đâu hết rồi. Thôi, xin chào anh em ơi. Đây hai con trong hàng rào nha anh em. Một con anh em ơi. Một con anh em ơi. Hai con. Hai con. Trời ơi, con bi nữa. Ơi, cái con nó gãy giò anh em ơi. Để mình chạy xe vô mình lấy cái con này nha. Mình kiếm cái con đó. Mới đứng bên thằng rào kia. Bắn vô đây, một con chết tươi. Với một con ombi. Lại kiếm cái con ombi nữa anh em ơi. Mình thấy cái con ombi rồi anh em ơi. Được. Được. Mà
mày không biết mà được hả? Rồi hai con này lấy đủ nha anh em. Ông bi tới đây nằm một cục ở đây. Kiếm mãi mới thấy anh em ơi. Ôi quá phê rồi. Hai con ăn đủ. Bữa nay bắn sao mà nó cũng ôm bi quá trời anh em ơi. Sáng giờ ôm bi cũng nhiều. Rồi tiếp tục anh em ơi. Con nhang anh em ơi. Chết luôn. Ờ treo luôn rồi. Rớt anh em. Rớt anh em. À, để mình lấy cái càng câu. Trời ơi, thấy nhang nhỏ xíu trên á. Bắn cái chết luôn. Chết mà lại rớt ra đường mới đau. Đây anh em. Hên quá thấy. Ây da. Đi thấy bò bò bò. Đây. Quá đã quá đã. Ngay cái đầu. Đầu sống nổi anh em ơi. Ngay cái đầu không thể nào mà sống được. Trời mà nắng giá man thiệt chứ. Rồi vô túi ba gan. Ơi tiếp tục lắc luôn anh em ơi. Ơi chào anh em nha. Về tới nhà rồi anh em ơi. Rồi nắng quá đi không nổi anh em ơi. Ui. Đây hãy quay cái thành quả bữa nay cho anh em xem nha. Trời ơi, bữa nay nắng quá. Đi ê hết cái đầu anh em ơi. Nắng à. Nắng thế này một mình đi với sóc chua lắm anh em ơi, khó ăn lắm. Đây. Nói chung là bữa nay đi bắn cua nó cũng ôm bi hết mớ. Úi. Úi. Nữa hả? Ây da, con này gãy cánh. Chú cu nó cũng ôm bi hết mớ anh em ơi. Cho nên là được có mấy cu thôi. Nắng quá cu cũng nấp hết rồi. Đây 2, 4 6, 7 cu. Đây anh em. Được 7 cu. 2 sóc và một em nhang. Đó, thành quả của mình trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Chung là đi cũng trễ anh em ơi, 8 giờ mới đi. Giờ 11 rưỡi. Nắng quá nắng. Rồi video tới đây là kết thúc. Anh em xem video thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha anh em. Rồi xin chào anh em và hẹn anh em gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.